Hello mấy anh chị, hôm nay chúng ta sẽ học về Adobe Audition, tức là một loại audio software dùng để sửa cắt ráp nối audio mà chúng ta thường dùng trên radio lắp lời sông núi. Thì để bắt đầu á, thì sẽ lấy cái mẫu của cái bài Đáp Lời Sông Núi hôm thứ ba của Minh Nguyệt, là cái mẫu rất là xuất sắc. Thì thường thường á, chúng ta làm ra đây đó là sông núi á, thì chúng ta chia làm nhiều phần. Thì thứ nhất là phần giới thiệu, thì Minh Nguyệt sẽ giới thiệu từ đầu tới cuối, là hôm nay là ngày mấy tháng mấy, rồi tới chương trình gồm cái gì cái gì, rồi xong chấm hết. Rồi xong bắt đầu vô cái phần đầu tiên là cái phần tin tức. Ví dụ cái phần tin tức ở đây là từ có 6 cái tin tức: quốc tế lên án các vụ hành hung với bất đồng chính kiến tại Việt Nam, và cái phần thứ 6 là khủng bố Hồi giáo lại ra tay ở Paris. Cái phần tin tức á, nó là một cái audio, nó là một cái MP3 khác của, ở đây là của Mỹ Linh và Bá Cơ. Thì phần tin tức á, thì mình sẽ học cách cắt ra từng phần như vậy. Sẽ xong tin tức nó sẽ ngừng ngay chỗ chỗ Hồi giáo. Rồi cái phần kế tiếp đó là cái phần thời sự. Phần thời sự này là đa số là thâu trên Sky hoặc là thâu trên bất cứ cái gì mà mình có khả năng mình thâu, có thể thâu tại tại hiện trường. Thời sự là phỏng vấn nhà báo Nguyễn Hữu Bình về nhóm nghiên cứu thể chế, tức là phần thứ ba. Phần thứ tư là phần chuyện nước non mình, do nếu bây thật không lầm á, thì do quê hương luôn luôn phụ trách cái phần này. Phần thứ năm á là cái phần lúc nào cũng có hết, tức là cái phần mà để quảng cáo đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và gọi vô số máy rồi đóng tiền donation, hoặc là gửi check về số máy. Rồi phần số số 7 là bình luận. Cái này là ngày thứ ba thôi nha. Dạ, mỗi ngày nó giống, rất là giống nhau. Ngày bình luận là thường thường là do anh Song Thập ở trên Colorado đọc. Phần cuối cùng á, là trước khi mà kết thúc chương trình á, lúc nào cũng có vinh danh tù nhân lương tâm. Trong trường hợp này là thứ ba thì vinh danh anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, sinh năm 1981 vậy đó nha. Rồi xong đọc một loạt xuống dưới đây, rồi lại để nhắc lại lần nữa, rồi xong hết nha. Sau đây nha. Ok. So, trước hết là mình phải nắm rõ cái dàn bài thì mình mới 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 dễ cắt, chứ không thôi mình không có nắm rõ dàn bài mình không sẽ cắt. Ok, so bây giờ làm sao mà có cái file này? Thì cái file này á, cái file của Minh Nguyệt Radio Lắp Lời Sông Núi thứ ba ngày 20 tháng 6 bên Mỹ á, luôn luôn có trong cái website của, bây giờ mình mở một cái browser ra. Browser là một cái internet, một cái mở cái internet ra đó nha. Để bảy thuật kiếm cái browser của cái Google Chrome. Nhiều khi bây giờ sometimes mình không có organize sạch sẽ thì mình làm rất là, mình kiếm hỏi cái Google Chrome mình kiếm cũng không có ra nữa. Ok, Google Chrome cho open thôi. Ok, kéo nó xuống một chút nè. Ok, ở đây mình quýnh radio radio rồi trong chữ Đáp Lời Sông Núi viết tắt cái .com, hit enter. Okay, bây giờ mình vô cái trang của website có Đáp Lời Sông Núi. Ok, bây giờ các anh chị nhìn từ trên xuống dưới.
Cái này là những cái highlight của chương trình trong ngày. Trong này anh Nam Bạch chia làm nhiều phần tin tức, thì gồm có tin hàng ngày, Việt Nam tuần qua, thế giới tuần qua, quan điểm bình luận, thì gồm có bình luận và quan điểm bình luận, thấy không? Thì cứ bình luận quan điểm. Chuyên mục đặc biệt là mấy cái chương trình đặc biệt nè, bản tin nhân quyền, chuyện nước mắt mình, Việt Nam nhìn vào tương lai. Là phần liên lạc, muốn liên lạc thì website này liên lạc ra sao? Thì phần trên này á là slide, một cái loại slideshow mà nó pre-install sẵn ở trong trong WordPress à. Thì anh Nam Bạch chỉ bỏ cái script đó vô, rồi xong bỏ cái script đó vô, rồi xong cứ khi mỗi ngày hay update cái hình lên đó và cái tựa lên đó, cái bài đó, thì tự nhiên nó chạy lên này, chứ anh không có phải làm gì hết nha. Thì trong này là cái phần nội dung, thì mình có thể chia cái phần khúc này là cái bài mới trong ngày, là hôm nay thí dụ có đừng sắc láo với dân rồi Thái Hòa gì đó vậy, đó là tùy ảnh. Phần nghe đài thì ở đây ảnh dùng một cái media media player của WordPress, mà cái này bảy thực không có coi, cho nên không có để không có biết kìa, không có biết giờ loại media này là loại gì. Tức là khi mình bấm vô đây thì nó nghe được. Khi thực hiện quyền khiếu kiện với Formosa. Rồi xong cái phần dưới này là dùng để download cái chương trình đó về cái computer của mình. Ở đây thì có cái phần bình luận, là tất cả các phần bình luận của anh Song Thập, tạp chí tiêu điểm thật sự là cũng là những cái bài thông dụng trong tuần. Cái còn cái này là cái YouTube. YouTube này thì được embed trong cái mỗi cái website. Ở dưới này có các phim của lực lượng cứu quốc, ví dụ như toàn bộ cuốn DVD thì ai muốn coi thì bấm dưới đây, hoặc là Hồ Chí Minh toàn tập, tức là sự thật Hồ Chí Minh đó. Ở đây có phần liên lạc quảng cáo, nhưng mà cái JavaScript này nó không có work, so phải đổi cái JavaScript để quảng cáo đăng hoài, ở là quảng cáo cho người ta nha. Còn cái phần yểm trợ đài á, thì nếu các anh chị muốn yểm trợ đài á, thì click vào donate, yểm trợ qua PayPal, thì yểm trợ bao nhiêu tiền á thì sẽ được giấy miễn thuế. Muốn nghe bằng YouTube á, thì nghe ngay trên này, nghe chờ, nếu mà vô website muốn nghe bằng YouTube thì nghe trên này. Ok, thế giờ gì trước tiên á, thì bây giờ ngày thứ ba là ngày của Minh Nguyệt, thì bây giờ mình nghe các chương trình đã phát, thì giờ mình point vô đây, right, mình point cái point vô đây, rồi mình right click và mình save link as, đáp lời sông núi, thấy không? Đáp lời sông núi viết tắt nè, của là tức là ngày 20 tháng 6 2017, dưới dạng MP3, tức là dạng audio. Thì quý anh chị phải lập cái folder tên là Minh Nguyệt. Ở đây Bảy Thuật đã lập cái folder tên là Minh Nguyệt rồi. Minh Nguyệt thì rất mình nghịch quá ha. Cho quý anh chị save vô đó, save save cho nó chạy vô Minh Nguyệt. Ok, thì vào cái website này chúng ta sẽ thấy rõ tất cả những cái information mà chúng ta cần muốn nghe đài, hoặc là những cái chương trình nào đặc biệt thì chúng ta muốn nghe đài. Thí dụ bây giờ muốn bữa nay là có Thái Hòa phỏng vấn Nguyễn Bửu Bình không, thì mình lít cho đây.
thì nó ra cái chơi cái chương trình của Thái Hòa phỏng vấn Nguyễn Hữu Bình, trong này thì có một cái audio bình thường, audio khác để mình nghe cái chương trình đó thôi, là Thái Hòa phỏng vấn Nguyễn Vũ Bình, right? Sao chúng nếu mà chúng ta lấy cái trọng quá thì sụp phô nó nghe, nhưng mà tại sao nó nghe nha? Kính thưa quý thính giả, nhóm So nghiên cứu thể chế vừa mới ra mắt ngày 9 tháng cách đây khoảng 10 ngày tại Hà Nội. Đây là một nỗ lực nghiên cứu của một số Suppose nó nghe nghe cái bài phỏng vấn đó, nhưng mà bảy thật không biết tại sao nó không nghe. Cái đó thì để chúng ta bảy thật coi hay à. Thì ok rồi, rồi quý anh chị có thể copy cái phần này thôi. Nếu mà anh chị muốn, nhưng mà cái tạm thời chúng ta không có học cái đó vậy. Ok, đó là sơ lược về đài phát thanh sắp lại sông núi, thì chúng ta kéo xuống đây. Thì chúng ta thấy cái này gọi là footer widget. Thì trong này nó có ba cái column. Phần thứ nhất là anh Bạch để liên lạc, phần thứ hai là thư mục, phần thứ ba là download app. Mà cái download app này nó không có active. Thì nếu mà point vô nó chẳng nó sẽ không có ra cái gì, nó không có, tức là quý anh chị không có click được cái gì hết. Tức là nó không có link. Chỉ có mấy cái phần này link được nha. Bây giờ muốn download app thì sao? Cái phần này là chưa làm xong rồi nha. Ok, đây là copyright ở dưới chót là copyright. See. Copyright gì nè. Đã phát thanh đáp lời sông núi Power by TK. Power by TK là gì? Là thí dụ như cái template này đó là anh Năm Bạch lấy của cái người tên là TK. Thí dụ người Mỹ là ai, bất cứ ai làm cái template thì nó Power by TK, tức là cái format này nè, cái format của cái website này nè, thì nó sẽ được nhiều người làm lắm, nhiều người làm cái hàng trăm cái format, hàng triệu cái format. Có cái format thì nó bán, có cái format thì nó không có bán. Thì thường thường mình xài cái free thôi. Ở đây thì có, quên, còn ở trên này còn có kết quả xổ số đáp lời sông núi 2017. Thì nếu mà bấm vào đây để xem kết quả thì đây là nó chạy qua một cái link khác. Ở đây là một cái khi bấm vô thì nó ra một cái PDF file, tức là lô độc đắc như này nha. Ok. Còn cái này là bấm ở đây để nghe tường thuật buổi tiếng tân. Thì cũng là PDF file luôn chứ bảy thực tưởng là một cái gì ta, một cái video. Thì trong này có bài viết về tường thuật về buổi tiếp tân. Cái này là buổi tiếp tân, tức là kỷ niệm 6 năm phát sóng đó, thì cái này được design bằng Microsoft Word do Phong Hoàng Hoàng Phong này nè, tường trình từ Little Sài Gòn, Nam California. Mấy cái này hình ảnh hả, nghĩa là chỉ chụp chỉ để vô, chẳng có gì đặc biệt hết vậy, nhìn rất là lộn xộn vậy, không có organize. Ok, cái đó là tổng quát cái phần của cái ba bài của cái trang web Đáp Lời Sông Núi. Ok, bây giờ mình đã hiểu sơ sơ về trang web Đáp Lời Sông Núi phải không?
Nếu mà quý anh chị có câu hỏi gì thì xin hỏi nha. Ở trên này á thì nó có những cái connect với lại những cái social media mà popular, như là mình point ở đây á, thì mình có thể connect với Facebook. Đi. Facebook của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi nè. Nhưng mà không phải đây Facebook này, Facebook của Đáp Lời Sông ra Đáp Lời Sông Núi là cái này. Còn cái này là chỉ là personal page, profile page của Radio Lớp Lời Sông Núi thôi. Cái này là mỹ thuật dữ. Thì cái này mới là Facebook website của Radio Lớp Lời Sông Núi. Cái website của Facebook, website của Radio Lớp Lời Sông Núi ấy, thì không có cần login như Facebook thì vẫn nghe được như thường. Thì trong này nó có tất cả cũng có tất cả các mục của thứ ba của Radio Lớp Lời Sông Núi. Ok, and then go back here. Đây là Twitter của Radio Lời Sông Núi. Nhưng mà quý anh chị click vào thì sẽ vào Twitter của Radio Lớp Sông Núi. Cái Twitter của Radio Lớp Sông Núi á thì ngày 27 tháng 3 năm 2016 thì cái hãng Twitter nó đã block của Radio Lớp Lời Sông Núi, cho nên những người nào mà follow Twitter, follower là 75 người này, là họ không có còn coi được Twitter của Radio Lớp Lời Sông Núi kể từ ngày 27 tháng 3. Tức là bên chính quyền Việt Nam á, họ đã block YouTube, họ đã block Twitter của Radio Đáp Lời Sông Núi. Và bảy thực tin chắc là họ cũng block cái website của Radio Đáp Lời Sông Núi.com. Radio Đáp Lời Sông Núi.com. Ok, so bây giờ chúng ta hiểu sơ qua về cái cấu trúc của Radio Đáp Lời Sông Núi. Ok, bây giờ sau khi mà lấy cái file của, bây giờ trở lại bài học. Sau khi mà lấy cái file của Minh Nguyệt. Ok, cho bây giờ chúng ta đang học về Adobe Audition. Cho giờ mở cái Adobe Audition Fit 1.5 ra. Ok, bây giờ mở cái file đó. Open. Có hai cách mở, một là open, hai là import file, and then ôi sao đây không có import gì. Ok, chết, mở file open. Okay. Cái file hôm nay là Đáp Lời Sông Núi 20 tháng 6 2017. Đợi chút nha. Cái file này MP3. Slowly. Cái này chắc loại quality 128. Thường thường thì mình lấy cái loại nhẹ thôi, chẳng hạn như 96. Kilobyte thì nó nặng hơn, cái này chắc 128 quá nha. So, thường thường mình lấy cái loại nhạc, tại vì audio người ta chỉ nghe thôi, mình đâu có cần, miễn sao nó đủ quality cho người ta nghe được rồi. Mình không có cần lấy cái loại 96.
96 kilobyte per second thì nó nhẹ hơn nhiều nha. Cái số mà càng cao, thí dụ 128 rồi 512 kilobyte á, thì cái phẩm chất của cái âm thanh nó càng hay, càng càng thực sự. Nếu mà nghe nhạc thì mình mới cần nghe vậy, chứ còn nghe o nghe 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 nói chuyện á, conversation, nghe đàm thoại thì mình đâu có cần nghe như vậy. Chỉ có những người làm nhạc thì họ mới làm cái high quality thôi à. Wow, lâu nha. Bây giờ nó sẽ hiện ra cái file của Đáp Lời Sông Núi, giờ nghe có phải không nha. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng, ta cờ chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, ok, cái phần đó đó là cố định, tức là cái đầu bài của Đáp Lời Sông Núi nào nó cũng có hết nha. Cho nên nếu mà quý anh chị mà là host chương trình Đáp Lời Sông Núi thì cắt cái phần đó ra, chúng ta có thể thì nó stop ngay right here, cho mình highlight nó từ đây tới đây, mình mình copy to new, cho cái phần một nằm đây. Okay. Let's try, có phải không nhỉ? Ok, cái này là để coi, cái này là waveform, tức là nó chỉ một cái nó làm cho mình rõ hơn để mình coi. Còn cái hồi nãy đó là multi track view, nó nhỏ hơn. Ok, thôi bây giờ nghe thử ha. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng, ta cờ chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng, ta cờ. Ok. Thí dụ ta thề chết cho quê hương nha, nó thiếu lúc đó, nhưng mà bây giờ mình trở lại cái bài, cái toàn bộ cái file đó. Ok, ở đây là wifi, so từ đây tới đây á là cái phần mở đầu phải không? Giờ nghe lại. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng, ta cờ chiến cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng, ta cờ chiến cho quê hương. Ok, cái đó là cái phần 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 lúc nào cũng có, mở đầu của đài Đáp Lời Sông Núi lúc nào cũng có hết nha. Thì cái đó không có cần ai đọc hết nha, cái đó đã soạn sẵn rồi nha. Nói chung là soạn sẵn rồi. Bây giờ mình qua cái phần của Minh Nguyệt đọc nha. Vô thử Minh Nguyệt đọc nè. Hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 2229 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình như thường lệ là phần tin tức. Mời quý vị cùng theo dõi những tin chính sau đây. Quốc tế lên án các vụ hành hung giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Mẹ của blogger Mẹ Nấm không được phép tham dự phiên xử. Tù nhân cai nghiện phá trại đào thoát ở tỉnh Vĩnh Long. Một trong bảy thủy thủ thiệt mạng của chiến hạm Fitzgerald là người Việt Nam.
đánh bom ở miền nam Thái Lan, 6 binh sĩ thiệt mạng. Khủng bố Hồi giáo lại ra tay ở Paris. Mỹ Linh và Bá Cơ sẽ gửi đến quý thính giả phần tin chính nêu trên để mở đầu chương trình. Ngay sau phần tin tức, mời quý vị cùng theo dõi buổi hội thoại giữa Đài Đáp Lời Sông Núi với nhà báo Nguyễn Vũ Bình để tìm hiểu về nhóm nghiên cứu thể chế. Đây là một nhóm học thuật, một số anh em tập hợp nhau trên tinh thần học thuật và tập trung nghiên cứu về thể chế dân chủ. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện nước non mình qua bài viết Từ ký không dấu Nguyễn Đức Chung soi lại Hiệp định Paris của tác giả Nguyễn Tường Thụy. Sau cùng là phần bình luận của tác giả Nguyễn Tiến Trung, tựa đề Đừng sức láo với dân. Thưa quý vị, với phần bình luận này cũng sẽ khép lại chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Phạm Đông Cát tại Westchester, California, Hoa Kỳ. Đồng thời cũng để vinh danh anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Mỹ Linh và Bá Cơ. Ok, cái đó là phần 2. Phần của... Phần 2. Tức là phần giới thiệu của Minh Nguyệt. Thì bây giờ nếu mà mình copy á, sẽ thấy cái lằn này không vậy? Nó có cái lằn kẻ ngay đây nè, là tức là cái phần stop của Minh Nguyệt. Bây giờ sợ làm lâu quá thì cái video nó không có đó, nó dài, cho nên nếu mà quý anh chị từ đây á tới cái lằn bên này hồi nãy mình ok, so let's see, stop lại from here, coi mình biết cái lằn này lằn kết thúc rồi không. Thật ra làm theo cái kiểu này nó lâu lắm nha. Let's see. Lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Nước bảo vệ dân gian, ta sẽ chết cho quê hương. See, ngay đây đó là cái phần mở đầu của Minh Nguyệt. Cho bây giờ mình highlight nó, mình biết nó kết thúc ngay chỗ cái kẻ hở này phải không? Thế vậy hay là nó ra cái phần dark, cái phần màu trắng này, rồi mình right click, rồi mình copy to new, thì cái phần số 3 nè, anh chị coi thấy phải không? Phải có Minh Nguyệt nói. Chào quý thính giả, hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2017, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 2229. Ok, sau đó là phần của Minh Nguyệt đọc cho tới. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Mỹ Cơ và Bá Linh. Ok, và tới đó là cái phần của Minh Nguyệt đọc giới thiệu. Bây giờ chúng ta coi còn phần nào nữa không. Bây giờ tới cái phần thứ ba là nó start từ đây không. Cái phần cái quay á, mình nhìn mình biết liền à. Nếu mình muốn làm lớn ra ở đây thì để coi làm lớn thì bây giờ cứ tạm thời đi à. Mình muốn làm lớn ra, làm cái quay nó lớn ra để mình nhìn thấy cái chỗ mà nó người ta không có đọc quá thì nó bị nó em thì những mấy cái chỗ này nè, em thì thấy không? See? So từ đây á kinh nghiệm mà làm recording music của Bảy Thực biết từ đây á tới đây á, tới cái chỗ mà hở này là cái phần tin tức của Bá Cơ với Mỹ Linh, cho nên á Bảy Thực sẽ cắt ngay đó nha. Với Mỹ Linh và Bá Cơ. Ok, cho Bảy Thực sẽ cắt từ đó ngay đó, từ cái chỗ hai cái kẻ hở đó tới ngay đúng ngay đây nè. Quý anh chị cái này. Ok. Thì cái này là phần thứ ba, tức là phần đọc tin tức của Mỹ Cơ và Bá Linh. Right click. Cắt nhanh nhất, cái này không biết cắt nhanh nhất hay không, nhưng mà
Lâu lắm rồi, Bảy thực chưa có làm cái Adobe Audition, chắc 15 năm rồi quá. Copy to new. Ok, so cái session này đó, từ khoảng này tới khoảng cái phần Mỹ Cơ với Ba Linh nó sẽ nhảy vô đây. Ba Linh, Mỹ Linh với Bá Cơ nó sẽ nhảy vào đây. Thì chúng ta phần số 3 chúng ta sẽ coi đúng có phải không? Chắc thử coi nó nhảy vô cái track khác nha. Chào quý thính giả. Hôm nay thứ 3, ngày 20 tháng 6 năm 2017. Cái đó là của Minh Nguyệt, bây giờ của Mỹ Cơ với Bá Linh là xuất phiên phần số 4 chứ nhỉ. Ok, that's. Trong bản phúc trình có tựa đề Việt Nam không có chốn dung thân cho những người hoạt độc. Ok, rồi giờ mình kéo xuống cái dưới chót cái mình kéo nó có thường thường ở trên cái Adobe Audition nó có hai cái trắng với cái vàng, thì mình kéo cái vàng xuống chót thôi, coi nghe có phải hết không. Đúng. Khá lên chút để mình nghe thử có phải đúng không. Ok, vậy nghe chút có phải cái phần cái tin cuối cùng không, là cái tin khủng bố gì đó. Bố Hồi giáo đã áp dụng cách này để cán chết nhiều thực dân Anh, dẫn đến hành động ăn miếng trả miếng nói trên. Ok, cái phần Mỹ Cơ và Bá Linh đọc á, thì nó có cái phần nhạc cuối cùng á, thì quý anh chị có nghe right here. Cái phần nhạc này là cố định, tức là cái mà mỗi thứ ba cái phần tin tức nào đó thì có thể là Minh Nguyệt lúc nào cũng bỏ cái phần nhạc này vô hết. Khi mà Mỹ Cơ và Bá Linh gửi đọc tin tức qua đó thì Minh Nguyệt sẽ nói cái tin tức 1 của Mỹ Linh đọc, và tin tức 2 là Bá Cơ đọc, tin tức 3, tin tức 4, tin tức 5, tin tức 6, bữa nay có 6 cái tin tức thì đọc lại, thì nó thành một cái file từ đây tới đây. Rồi cái nhạc cái đằng này nè, đằng sau này nè, là có thể là cái nhạc cố định Minh Nguyệt có thể áp vô vậy, thì mình xây thẳng trong cái computer, mình để cái nó cái phần nhạc cố định của cái sau cái phần tin tức. Ok, cho quý anh chị hiểu rồi không. Thì bây giờ mình trở lại cái file chính. Ok, xong bây giờ mình biết từ đây tới đây là phần tin tức phong. Để giờ tới hết cái phần tin tức đó, mình phải nắm vững cái dàn bài là tới cái phần gì. Lần đầu tiên mà học đó, thì thường thường phải in ra cái chương trình của Radio Lớp Đời Sông Núi làm sao là tới. Bây giờ thứ ba tới phần tin tức là tới phần thời sự. Ok, phần thời sự á, thì quý anh chị nhìn ở đây là phần bắt đầu phải không? Thì đây phần bắt đầu. Thời sự là phỏng vấn nhà báo Nguyễn Vũ Bình về nhóm nghiên cứu thể chế. Thời sự từ đây tới đây á, nó không có một kẽ hở nào hết. Nhưng mà nó stop right here. Những cái quay mà nó lên cao này lúc này là chỉnh không có điều họ nói rất là lớn, hoặc là mình cần cái nhấn mạnh á, thì thì cái quay nó lên cao như vậy nha. Nhìn cái quay là biết liền nè. So let's say let's start. Bây giờ mình biết từ đây, bảo đảm từ đây tới đây là của hai cái chỗ này nó trống nè, thấy không? Là của là kết thúc của phỏng vấn, cái phần phỏng vấn coi phải không nha. Ok, trong này thì kết thúc phỏng vấn. Sau khi kết thúc phỏng vấn thì Minh Nguyệt chơi cái bài hát gì vô đó, thì cái đó mày thật không có biết. Bây giờ để coi kết thúc phỏng vấn. Cái bài hát này nó dài múc mồ luôn, cho nên mình nhích lên chút coi. Quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi, cảm ơn anh Thái Hòa. Ok, nó hết ngay đây á. Thì nó hết ngay đây á, thì quý anh chị thấy cái quay nó đi rất là đều, nó bằng phẳng hết. Nhưng mà khi vô tới bài hát á, thì bài hát lại quá lớn, cho nên cái quay nó giọt lên,
nó không có đều với lại mấy với lại cái làn sóng này, cho nên khi mình nghe mình tự nhiên ô tự nhiên khúc này cái phỏng vấn nó nhỏ, cái nếu anh chị để ý phỏng vấn cái nó nhỏ lên, nó nhiều tiếng trap hơn, tự nhiên cái qua cái phần nhạc cái nó nghe lớn lên chút liền, nó lên giống như là trong âm nhạc á, là mình không có cách nào mình không có được làm như vậy, mình nghe như vậy thì cái bản nhạc nó nghe rất là dở. So anyway thì mình bỏ qua phần đó. Cái phần bản nhạc này á, có hay không có là tùy theo quý anh chị. Quý anh chị có thể bỏ bản nào phù hợp với cái bài đó thì quý anh chị bỏ. Thì trong trường hợp này á thì chúng ta sẽ cắt luôn nha. Chúng ta sẽ cắt luôn cái chúng ta chỉ cắt cái phần phỏng vấn thôi, còn cái phần bài nhạc thì quý anh chị thích bài nhạc nào thì bỏ vô, không thích thì cũng không sao hết chứ, không có ai nói hết chứ, tại vì người ta muốn nghe tin tức chứ người ta đâu có muốn nghe nhạc, phải không? Nhạc thì bỏ một chút thôi. Ok, so bây giờ cái phần đó là chỗ này là phỏng vấn kết thúc, phải không? So mình highlight nó, tới đây là hết cái phần phỏng vấn xin. So make sure, ok. That's correct. Yeah. Okay. So right click nó. And copy to new. Nhảy lên đây là ra số 5 nè, thấy không? Okay. Nó là số 5, mà giùm coi sẽ số 5 có phải không? Nhóm nghiên cứu thể chế vừa mới ra mắt ngày 9 tháng 6 năm 2017, cách đây khoảng 10 ngày tại Hà Nội. Đây là một nỗ lực nghiên. Ok, bây giờ mà mình kéo cái dàn này đến khúc cuối tới đâu có ai mà rảnh nghe hết đó, không? Chỉ có Bảy Thực thì ngồi nghe thôi. Nhưng mà Bảy Thực có cách khác nhanh hơn nhiều nha. Bảy Thực không có làm bằng cách này nha. Không có bằng làm cái này, nó lâu quá vậy. Mà các anh vừa thành lập, mình chúc các anh thành công trong việc góp phần xây dựng dân chủ tại Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn. Ok, cái này nó mất mất vài chữ cho nên khi mình cắt mình phải cắt lại. Xin chân thành cảm ơn phóng viên Thái Hòa. Yeah, vậy thôi. Yeah. Mất cái chữ Thái Hòa ở trong cho nên mình make sure mình có chữ phóng viên Thái Hòa ở trong. Thì ok, đó là xong cái phần thời sự. Bây giờ mình trở lại cái file chính. Right. Ok, bây giờ cái xong phần thời sự, cái bài hát này á mình không có cần copy. Quý anh chị có thể bỏ bài hát khác vô thay vì cái bài mà của Minh Nguyệt thích. Yeah. Mà cái bài gì bài này thì Bảy Thực không có biết nha, chưa bao giờ nghe lần nào hết nha. So, bây giờ nhảy bỏ qua cái bài hát này ha. Quý anh chị trong việc quý anh chị có thể bỏ cái bài hát khác vô, thì từ đây tới đây á hết bài hát, không thấy cái quay nó trở lại bình thường, không cái quay nó high lên nè, tức là nó cái pitch nó cao quá, cái trap nó cao quá, tự nhiên thí dụ mình nghe tới đây cái nhạc nó nhảy giọt lên nha, thì mình biết là nó không có đồng đều nha. Thì bây giờ cái này là chỉ sơ lược thôi nha. Bây giờ chúng ta start thì cái phần cuối của bài hát thử coi là coi phải nó nhảy qua cái phần chuyện nước non mình của quê hương không. Thưa quý thính giả, sự lật lọng tráo trở hèn hạ của Cộng sản Việt Nam là điều ai cũng biết, nhất là dân miền Nam, với hậu quả đau thương của Hiệp định Paris. Nay lại tới dân miền Bắc thấm thía sự lừa đảo trắng trợn, vô liêm sỉ nhất thế giới này qua vụ Đồng Tâm. Trong tiết mục Chuyện nước non mình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi bài viết có tựa đề Từ ký không dấu Nguyễn Đức Chung soi lại Hiệp định Paris của Nguyễn Tường Thụy, sẽ được quê hương trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Ok, cái phần này là cái phần giới thiệu của Minh Nguyệt về chuyện nước non mình do chị quê hương đọc. Thì cái phần này á là do mình có thể cắt ra, hay là cái phần này là do Minh Nguyệt làm, còn nếu mà tự mấy anh chị làm thì mấy chị chỉ đọc cho thôi à. Thì mấy anh chị phải viết ra, ví dụ thưa quý thính giả sự lật lọng tráo trở hèn hạ của Cộng sản Việt Nam gì đó.
hôm nay sẽ được dân miền Bắc nhớ tới qua cái sự lừa đảo trắng trợn vô liêm sỉ nhất thế giới qua vụ Đồng Tâm. Thí dụ chị A hay là chị B làm thì chị có thể đọc khác và có thể bỏ cái nhạc khác vô vậy, thì cái đó tự mình làm. Ok, bữa nay chúng ta chỉ phân tích làm trong một bài mình nên cắt cái bài nào. Ok, sau từ đây tới đây là cái phần của Minh Nguyệt, còn cái từ cái đây, từ cái khúc mà bắt đầu vô chuyện nước non mình nha. Việc nhà cầm quyền ký cầm. Ok, cái phần này á là MP3 của chị quê hương gửi cho Minh Nguyệt. Ok, rồi có thể đọc ở đâu đó, tức là cái người đọc đó nha. Cũng như cái phần tin tức của Mỹ Linh với Thái Hòa là MP3 của tức là Mỹ Linh với Thái Hòa đọc rồi xong gửi cho Minh Nguyệt. Rồi mỗi người đọc tin tức 1, tin tức 2, tin tức 3, tin tức 4, 5, tin tức 6 rồi Minh Nguyệt ráp thành một cái file gọi là cái tin tức. Ok, làm chỉ cần một tháng là quý anh chị cảm thấy rất là quen nha. Rất là dễ. So, bây giờ nó start from cái chỗ, let's say this part right here. It's probably end right here. See? Thấy cái chỗ mà nó hở đây không nhỉ? Giờ mình coi có phải end right here không? 61 hoặc qua PayPal trong website Radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt chấm. Hold on nha. Để coi chị yêu hương hết kết thúc bài giải tỏa đó. Tâm lý cây cứu muốn trả thù rửa nhục vì họ không còn uy tín để mà mất. See? Thì nó sẽ kết thúc ngay cái chỗ này. Ngay cái chỗ kẻ hở ngay đây rồi ha. Là hết cái bài của chị yêu hương. Và sau đó là cái phần giới thiệu Đài Đáp Lời Sông Núi. Rồi sau đó là Minh Nguyệt sẽ đọc là ok cái phần quý vị nào mà muốn đóng góp cho Đài Đáp Lời Sông Núi á, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày bao nhiêu á, từ 9:30 đến 10:00 tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình, đọc một loạt rồi xong á là tới đây luôn nha. Minh Nguyệt đọc tới đây luôn. Và sau đó Minh Nguyệt sẽ giới thiệu tới phần phần bình luận. Không, từ đây tới đây là kêu gọi khán giả. Từ đây tới đây nè. Hop. Từ đây tới đây nè. Là kêu gọi khán giả. Thính giả chú Bình Trời, thính giả đóng góp cái phần đóng góp tài chính cho Đài Đáp Lời Sông Núi. Ok. Những cái phần cố định này, những cái phần nào mà do người host đọc đó thì mình không có cần copy làm cái gì hết. Yes. Tại vì nếu mà mình đọc á thì mình sẽ lập một cái chương trình cái phần đọc riêng của mình thôi vậy. Ok, chứ mình không có trong này là mà Minh Nguyệt giọng Minh Nguyệt đọc mà mình đâu có chêm như được. Thí dụ bây giờ chị A anh B đọc thì cái khúc này chị A anh B nó khác chứ, cho nên mình không có copy làm gì hết nha. Thì bây giờ tới coi cái phần kế tiếp là cái phần gì, có phải là phần bình luận của Song Thập không? Thưa quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sức láo với nhân dân qua chế độ độc tài độc đảng, bầu cử áp đặt đảng cử dân bầu và thói quen các đảng viên cao cấp không dám minh danh mà nặc danh viết bài bên vực chế độ một cách hèn nhát. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Nguyễn Tiến Trung với tựa đề "Đừng sức láo với dân" sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Ok, so cái phần sau khi Minh Nguyệt giới thiệu chương trình và quảng cáo chương trình Đài Phát Thanh Sắp Lời Sông Núi nghe bằng số điện thoại hoặc là chi phí điều hành là 15.000 Mỹ Kim một tháng,
do đồng hương khắp nơi đóng góp rồi ủng hộ tài chính thì xin ghi gì đó Đáp Lời Sông Núi, gửi về cái địa chỉ PO Box something rồi qua PayPal, mọi tài chính đóng miễn trừ thuế lợi tức á, thì Minh Nguyệt sẽ đọc cái phần giới thiệu của cái phần bình luận cho anh Song Thập. Thì cái phần đó mình cũng không có cần, nếu mà quý anh chị làm host á, cho Radio Lấp Lời Sông Núi hay là bất cứ chương trình riêng của mấy anh chị thì mấy anh chị tự viết ra, tự đọc ra, mình phải suy nghĩ mình viết ra mình làm. Nếu mà mình làm chung với một cái đài nào đó thì mình phải viết ra rồi mình nộp ra, mình đưa cho cái người mà giám đốc đài á, để coi họ có thấy có ok không nha. Trong trường hợp này là anh Đằng Giang á, thì chúng ta đưa cho ảnh cái phần giới thiệu như vậy nó có hợp cùng chung với lại những cái người khác không. Ví dụ ngày mai là chị Vân Hà thì cái phần bình luận, cái phần giới thiệu như vậy, cái nhạc như vậy thì nó có hợp không nhỉ? Thì mình phải đưa cho mấy anh chị, nói chung là mấy anh chị trong radio Lấp Lời Sông Núi họ tập với nhau và họ coi có đồng lọt không ạ. Ok, thì bây giờ cái phần cuối cùng là cái phần bình luận của Nguyễn Tiến Trung với tựa đề Đừng Sắc Láo Với Dân sẽ được Song Thập trình bày. Giờ mình make sure coi có phải cái đó không. Thưa quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn sắc láo với nhân dân qua chế độ. Nào, cái phần đó là cái phần giới thiệu của Minh Nguyệt. Bây giờ mình kiếm cái phần là của Song Thập luôn. Võ Văn Thưởng tuyên bố Đảng Cộng sản. Ok, nhích lên chút nha. Làm cái này thì đôi khi mới đầu thì nó hơi khó, cực khổ. Nhưng mà trước tiên thì quý anh chị phải biết cách nhận diện từng trong một cái bài, hay trong một cái bài về viết, hay là một cái chương trình đó, hay là trong một cái bài hát từng đoạn như vậy đó, thì chúng ta phải phân tích ra là, rồi sau đó thì chúng ta mới có thể cắt ráp nối hoặc là sửa chữa làm cho nó đồng bộ theo phong. Thì chúng ta chia thành nhiều phần này, quý anh chị thấy 2, 3, 4, 5 right. Sau bây giờ tập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Tập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Ok. So, cái phần này là phần của Song Thập. Song Thập sẽ đọc Đừng Sắc Láo Với Dân của Nguyễn Tiến Trung. So, I start from here. Ok, let's see. Mình nhìn mình có thể đoán được nha. Cái khúc nào mà anh Song Thập đọc hết. Giờ mình tới đây coi, hình như là nó tới đây là hết. Thì mình coi phải không nha. Nếu như Bắc Hà tự tin vào chính nghĩa của đảng cầm quyền thì nên mạnh dạn bước ra ánh sáng. Hãy chứng minh lời của ông Võ Văn Thưởng là đảng cộng sản không sợ đối thoại, không sợ tranh luận. Ok, so let's stop right here. Ok, let's stop right here. So từ đây tới đây, từ đây tới chỗ này nè. Là bài của anh Song Thập. Cho chúng ta chỉ cần highlight nó. Right click and then copy to new. See that's the number 6 right here. Là phần của anh Song Thập. Ok, rồi sau khi anh Song Thập đọc là cái gì? Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, sinh năm 1981, thuộc Công đoàn Độc Lập, bị bắt ngày 23 tháng 2 năm 2010 với bản án 9 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Thank you.
cái đó là cái phần cuối, tức là phần đọc tưởng nhớ tới một chiến sĩ nào đó, trong trường hợp này là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Thì cái phần này là cái phần cố định, cái tên chỉ có cái tên thay đổi thôi. Thì cái phần này quý anh chị không có cần, nếu mà quý anh chị làm host thì quý anh chị sẽ có cái phần riêng của quý anh chị, thì cũng giống y chang như vậy thôi, chỉ thay thế bằng cái file gì đó. Thay vì Nguyễn Hoàng Quốc Hùng á, có thể là thứ ba tuần sau là Trần Thị Nga hay là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chỉ cần thay thế cái bốn cái chữ đó bằng bốn cái chữ Nguyễn Hoàng Quốc Hùng thôi. Cho nên cái file này nó gọi là cái file cố định. Cái file này file cố định trong có những cái mà nó cố định. Thí dụ cái phút chót này là nó nằm sẵn trong computer của Minh Nguyệt rồi. Thì Minh Nguyệt chỉ cần bữa đó là ok, cái phần tin tức của ai đọc thì không biết, có thể chuyển đổi gì đó gửi tới Minh Nguyệt, là tới cái phần chuyện nước non mình, hay là phần cái gì đó của chị quê hương, là tới cái phần của phỏng vấn, là tới chuyện nước non mình, là tới phần bình luận ở trong tập. Còn lại đều là cố định, mình chỉ có thể thay thế một phần của mình, chỉ thay thế một phần nhỏ thôi. Thí dụ cái ngày tháng gì đó thì mình thay thế nó vô vậy. Thứ ba, nó cũng là thứ ba, nhưng mà thí dụ nó là ngày mấy tháng mấy, ngày thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 6, thứ ba tuần sau là 27 tháng 6, chỉ cần thay khúc đó thôi, còn bao nhiêu là nó là cố định, nên mình chỉ thay cái khúc đó thôi. Thì bây giờ Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, bữa nay là mình vinh danh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng phải không? Thì bữa sau mình vinh danh người khác, thí dụ mình Trần Thị Nga, thì mình chỉ thay cái wifi chỗ Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bằng bằng Trần Thị Nga, hay là bất cứ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay là ai đó vậy, hay là bất cứ ai ấy, thì mình sẽ có một cái file khác, mà mình sẽ có một cái cho cái ngày hôm sau, thí dụ ngày 27 tháng 6, rồi xong mình chỉ nối lại thôi. Khi mình làm như vậy nó như cái máy vậy thôi. Thì những cái phần này nè, thí dụ 2 3 4 5 6 khi mình tách ra thì mình có thể xây, thí dụ giờ phần số 2 để phong bị bật lên phong. Bây giờ mình có thể save phần số 2, mình có thể save cái phần số 2, mình có thể save cái này dưới dạng MP3 không, save vô trong cái folder là Minh Nguyệt, để mình lần sau mình khỏi làm nữa. Mấy cái phần cố định mình xây lại hết nha. Ví dụ ở đây thay vì đề vậy thì đáp lại sông núi 2016 thì mình đề giới thiệu, tùy mấy anh chị thôi à. Nhưng mà phải có cái folder đàng hoàng, cái folder này là Minh Nguyệt, nó nằm trên desktop này không? Save. Ok, số cái này nó xây rồi nha. Cho lần tới nếu mà Minh Nguyệt hay là mấy anh chị làm á, thì chỉ cần dùng cái phần này lại thôi à. Thay cái phần đọc bằng ngày tháng, ngày tuần tới là ngày 27 tháng 6, hoặc là không thì phải đọc lại. Nếu mình quên, quý anh chị không thích thì đọc lại, còn nếu mà làm biến thì thay ngày tháng vô vậy. Thì tương tự cho xây hết những cái file từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, tới phần cuối cùng là cái phần cố định, thì từ đó mình mới ráp vô. Nó chỉ vậy thôi. Ok, tại cái bữa nay mình chỉ học cái phần mà phân tích và quan sát một cái chương trình của đài phát thanh, một cái bài hát, hoặc là một cái bài hát, để mình làm sao mình cắt nó ra, mình nối nó lại, hoặc là mình chỉnh sửa, mình bỏ cái vô cái những cái track khác nha. Yeah, thí dụ như ở đây phong, giả sử đây là cái đàn guitar đi phong, đàn guitar ở đây vậy là không có đàn guitar, không có cái file là đàn guitar hết. Yeah. Thì đàn guitar thì trên này là đàn guitar thấy không, thì ở dưới này mình có thể thâu là cái người hát vô. Hello, thì mình có thể thâu cái người hát vô. Hello 1 2 3 4 5 6 7 8
Thì lúc đó cái đàn guitar ở trên này nó vẫn chạy như thường, thì cái người hát nó sẽ nghe ở dưới đây, và người hát sẽ nghe bằng cái đàn guitar. Dĩ nhiên cái này là chỉ thí dụ thôi. Thì lúc đó mình, cái người hát á, sẽ nghe bằng từ 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 tiếng đàn guitar. Nếu mình gửi cái track guitar qua cho cái người hát đó, thì cái track những cái track, cái multi track view nó có cái tác dụng như nó có cái ảnh hưởng cái tốt là vậy á, là mình có thể sửa từng track. Thí dụ cái phần guitar này lớn quá thì mình làm nhỏ lại, mình đừng có mix lại, mình đừng có. Còn cái này là cái phần solo, phần người hát, phần này là phần trống, phần này là cái phần dưới này là phần let's say phần bass, thí dụ như vậy á, thì mình chỉ mix lại từng phần. Thì cái này mình cũng phải dùng cái này để mix nhạc, nhưng mà thật sự không ai dùng cái này hết. Cái này chỉ để cho những cái bài diễn thuyết, nói chuyện hay là radio, phần đọc truyện rồi đại khái vậy đó nha. Bây giờ chúng ta chỉ đi sơ qua như vậy thì cũng hết giờ rồi. Thì quý anh chị có thể, nhất là quý anh chị nào mà có kinh nghiệm về làm về đài trong 6 năm qua, như là anh Hải Sơn, hoặc là anh Nam Bạch, hoặc là chị Vân Khanh, Minh Nguyệt, hay là Vân Hà, Mỹ Linh nha, thì có thể là chia sẻ và giảng giải cho mấy anh chị thêm về cái phần làm sao mà kết nối và kết nối, hoặc là cắt, hoặc là ráp lại mấy cái MP3 file, hoặc là chêm nhạc làm sao vô bằng Adobe Audition. Ok, cái mà bẫy thuật thường dùng đó là bẫy thuật dùng về cái phần mà cắt á, thì bẫy thuật sẽ dùng cái phần cái file chính của quý anh chị. Thí dụ như cái file cái file Đáp Lời Sông Núi á, 20 tháng 6 MP3 của Minh Nguyệt á, thì bẫy thuật sử dụng Movie Maker, bẫy thuật làm cho nó lẹ, cho mình không có thời gian, nó rất là lâu rồi. Ok, hold on. Ok, so, ngay chỗ này mình add video and photo, bấy đại tấm hình nào vô vậy. Ví dụ tấm hình của cô này bị bắt thôi, Trần Thị Nga. Ok, so add music. Ok, cho Minh Nguyệt, quay Minh Nguyệt. Ok, cái bài này của Minh Nguyệt hôm nay nè, 22 25.5. Nếu mấy chị point vô chị sẽ thấy nó ra là cái dạng của file là MP3 file, cái size là 25.2 MB, rồi cái length là nó dài 36 phút 48 giây. Ok, cho đôi khi á, mình cần cái file nhỏ hơn á, nó không có nặng hơn 25.2 MB, thì mình làm cho nhỏ lại. Thì bây giờ một trường hợp này thì quý anh chị chưa học cái phần nó làm cho nó nhỏ lại, thì quý anh chị chỉ highlight nó rồi open see, trong Windows Movie Maker, right? Okay, and then go to okay. So mình go to project. Tao không thấy, go to project right here. Go to fit the music. Fit the music là sao? Là cái hình này nó sẽ trải rộng ra để cho cái nhạc. Sau đó mình go to file and mình save movie for computer.
đừng có save for high definition HD nha. HD là high definition display. Xây nó xây cái đó nó lâu lắm nha. Mà cái này là audio, mình không có cần hình ảnh đẹp làm cái gì hết, người ta muốn nghe ra trên phone computer. Cho mình đánh chữ gì gì đó vậy. Thí dụ như thứ ba nha. Đáp lời sông núi. Thứ ba ngày mấy đó nha? 21 20 tháng 6 phải không? 2017. Mình xây nó vậy. Thì nó cái dưới dạng như này là MP4X264 video file, cái dạng này là cho YouTube. Cái thì mình upload, mình xây xong mình upload trên YouTube thôi. Đừng thường thường luôn luôn xây dưới dạng MP4 nha. Ở đây nó có hai cái lo, hai cái sky là cái sky mà cái type window media video file thì nó không có compare, không có upload nhanh bằng cái dạng MP4 X264. Nó là cái desirable format của YouTube thì upload nó lẹ hơn nha. Ok, so that's it nha. Quý anh chị học tới đây được rồi nha. Còn cái phần bổ túc sẽ do quý anh chị khác nha, đã kinh nghiệm với Adobe Audition, và chúng ta sẽ ôn lại một lần, hai lần nữa về Adobe Audition trong cái trong bài sắp tới. Bài học tới đây là chấm dứt. Kính chúc quý anh chị, chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào thứ tư tuần tới, và sẽ do anh Hai Son hoặc là Minh Nguyệt, quý anh chị nào mà rành về Adobe hoặc là chương trình của Đáp Lời Sông Núi chia sẻ. Ok, goodbye.